Ngoại hình nhìn như Macbook nhưng lại chạy hệ điều hành Windows. Bản lề mở đồ 180 độ, có thể cảm ứng. Intel NUC M15 Kit với mức giá siêu siêu tốt chỉ hơn 26 triệu đồng và mình chắc chắn những gì mà các bạn nhận lại còn tốt hơn cả mong đợi. Đầu tiên chúng ta sẽ xem phần thiết kế trước. Mặt trước này chỉ là một bề mặt trơn vô cùng tối giản với lớp sơn màu bạc toát lên vẻ sang trọng nhưng mà không kém phần nhẹ nhàng và tinh tế. Toàn bộ máy thì được làm bằng nhôm nguyên khối, không bám một chút vân tay nào lên bề mặt cả. Các góc cạnh thì đều rất là vuông vức, phù hợp với những ai ưa thích sự sang chảnh và coi chiếc laptop của mình giống như một món đồ trang sức đi kèm. Chất lượng hoàn thiện thì chắc chắn đạt chứng nhận chuẩn Intel Evo, thế nên là có ngoại hình cực kỳ mỏng, nhẹ với cân nặng chỉ là 1,6 kg. Thời gian mở máy từ chế độ ngủ ít hơn 1 giây và với những chiếc laptop chuẩn Intel Evo thì đều là những dòng laptop cao cấp, có giá trị cao và thẩm mỹ đẹp ở trên thị trường. Chính vì mỏng, nhẹ, sự linh hoạt cao, có thể đem theo làm việc mọi lúc mọi nơi nên đây sẽ là một mẫu laptop ultrabook cao cấp hiệu năng mạnh mẽ phù hợp với đối tượng người dùng là văn phòng đa tác vụ hoặc thậm chí là những bạn sinh viên. Với cấu hình ở đây được trang bị đó chính là Intel Core i7 1165G7, 16GB RAM, 512GB SSD và Intel Iris Xe Graphics. Với cấu hình này thì sẽ cho khả năng sử dụng đa phương tiện siêu ổn định với các phần mềm văn phòng cơ bản như là Word này, PowerPoint này, Excel này, giải trí khi mà các bạn lướt web, xem phim, nghe nhạc. Với các tác vụ đồ họa thì trải nghiệm cũng ổn như là các phần mềm chỉnh sửa ảnh hay video của Adobe. Còn nếu như mà các bạn muốn chơi game thì mọi thứ sẽ dừng ở mức tạm, đủ để giải trí trong lúc cần thiết nhé. Và chúng mình thì cũng đã có mở máy ra để xem máy có khả năng nâng cấp không. Thì phần nội thất bên trong theo mình đánh giá là khá chỉn chu. Khả năng nâng cấp của sản phẩm chỉ nằm ở khu vực SSD là có thể thay thế sang loại SSD khác. Còn về RAM và linh kiện khác thì được hàn thẳng vào bo mạch. Về pin thì chúng ta sẽ có là viên pin 4 cell 72Wh cực kỳ lớn, chiếm đến 2/3 diện tích, kèm theo đó chính là hai quạt và toàn bộ linh kiện thì đều được che chắn bức xạ nhiệt tốt. Với viên pin này thì sẽ cho các bạn thời gian sử dụng cả một ngày dài làm việc. Nếu như mà các bạn chỉ cần xem YouTube và lướt web với độ sáng trung bình thì thời gian sử dụng của chiếc máy này có thể lên đến 15 tiếng đồng hồ. Ngoài ra thì NUC M15 Kit còn hỗ trợ sạc nhanh để công việc của các bạn được diễn ra một cách liền mạch nhất. Về màn hình thì màn hình cũng là một điểm đáng nói đến trên em máy này. Màn hình này thì là một màn hình lớn 15,6 inch Full HD tấm nền IPS. 4 cạnh viền thì đều mỏng, góc nhìn rộng lên đến là 178 độ. Chất lượng hình ảnh và màu sắc thì cũng được đảm bảo về độ chính xác cũng như là sắc nét khi mà đạt độ phủ màu cao lên đến là 100% sRGB. Intel trang bị cho màn hình của chiếc máy này là màn hình cảm ứng, thế cho nên đây sẽ là màn hình gương với độ sáng cao lên đến là 450 nit, cảm ứng siêu mượt và nhạy. Thêm vào đó thì còn được tích hợp công nghệ đó chính là LED Backlit để cho màn hình mỏng hơn cũng như là tiết kiệm điện năng, kéo dài thời lượng sử dụng hơn. Tính năng cảm ứng thì cũng giúp cho việc sử dụng máy tính của các bạn thú vị hơn, tiện dụng hơn. Phần bản lề có thể mở ra được 180 độ thì cũng giúp cho việc trao đổi thông tin với người đối diện được dễ dàng hơn. Một điểm cộng cho NUC M15 Kit so với các dòng máy khác cùng tầm giá về vấn đề bảo mật máy chính là có tích hợp Windows Hello, giúp cho các bạn mở khóa bằng khuôn mặt cực kỳ nhanh chóng và khả năng cảm biến nhận diện cũng cực kỳ nhạy khi mà ví dụ các bạn để máy ở chế độ ngủ, sau đó thì đi có việc một lúc sau quay lại thì máy sẽ tự động nhận diện, sáng lên và mở khóa máy ngay lập tức. Xuống dưới phần bàn phím thì đây là một mẫu bàn phím không tích hợp bàn phím số, layout phím gọn gàng, khoảng cách giữa các phím hợp lý, phông chữ đẹp, có trang bị LED nền trắng. Hành trình phím thì không được sâu lắm, tuy nhiên thì trải nghiệm gõ vẫn thích và vừa đủ để cho các bạn gõ phím cũng như là làm việc. Phần touchpad thì là touchpad phủ kính, trơn, mịn, kích thước lớn, cảm ứng đa điểm, cảm giác di tốt, mức độ hoàn thiện cũng tốt luôn. Về cổng kết nối thì mình khá ấn tượng với NUC M15 Kit trang bị cổng kết nối siêu đầy đủ trên mẫu laptop ultrabook mỏng nhẹ như này. Chúng ta sẽ có là hai cổng Thunderbolt 4 hỗ trợ xuất hình, truyền dữ liệu, sạc pin, hỗ trợ Power Delivery, một cổng HDMI, hai cổng USB Type A và một jack audio combo. Tổng kết lại thì Intel NUC M15 Kit là một mẫu laptop dành cho đối tượng người dùng là văn phòng này, creator cần máy cơ động, tính tiện dụng cao, mức giá hợp lý, hiệu năng mạnh mẽ mà vẫn sang chảnh, đáp ứng đủ tất cả các nhu cầu đa tác vụ. Vậy thì các bạn nghĩ sao về chiếc laptop này? Bình luận ở phía dưới cho mình biết nhé. Và đừng quên là link sản phẩm cũng như là các chương trình khuyến mại khác mình cũng sẽ để link dưới phần mô tả cho mọi người có thể click vào luôn. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.